Xin chào mọi người, lại tiếp tục là sofa gỗ óc chó đi kèm với da bò Ý. Những cái hệ vật liệu rất là cao cấp được các bác tin dùng và lựa chọn cái dịp cuối năm này. Hôm nay thì em sẽ bàn giao một bộ sofa rất là lớn đi Đà Nẵng. Chắc là mọi người cũng biết rồi, gỗ óc chó và da bò Ý cũng là một trong những cái vật liệu tượng trưng cho sự xa xỉ, cao cấp, và nó cũng là cái đại diện của những cái vật liệu hiện đại hiện nay mà trong ngành nội thất rất là ưa dùng. Đầu tiên thì gỗ óc chó nó có một cái màu nâu trầm rất là hiện đại, rất là trầm ấm và nó đem tính sang trọng nhiều hơn. Tuy vậy thì không phải gỗ óc chó là tất cả đều là ưu điểm mà không có nhược điểm. Nhược điểm của gỗ óc chó đó là nó tối màu, vì vậy nên là nó không có những cái gam màu tươi sáng, nó không đem đến một cái mức độ quá trẻ trung, quá theo kiểu tươi mới. Thế nhưng mà nó sẽ đem đến một cái cảm giác trầm ấm và lịch sự gần như là tuyệt đối luôn. Bộ sofa này thì sẽ hơi lớn, mọi người có thể lại gần và xem qua một chút. Chắc là những cái không gian biệt thự hay là những cái không gian nhà vườn ấy, thì cái việc bố trí một cái không gian phòng khách lớn gần như là xu thế hiện nay. Và khi mà mọi người có một không gian phòng khách lớn rồi thì chắc chắn rằng là những cái vật liệu đi kèm với cái không gian đó nó cũng phải lớn tương tự. Bằng chứng là anh khách hàng của em có một cái không gian phòng khách có cái diện tích lên tới trên 30m² cơ, và bố trí bộ sofa này thì gần như là hoàn hảo luôn. Văng dài của bộ sofa chiều dài là 3m rưỡi, chiều rộng là 85cm, và mọi người có thể thấy là nó rất là dư giả để bố trí rất nhiều chỗ ngồi. Đây, như là em đang ngồi đây thì nó có tới 4 đệm, 1, 2, 3, 4 đệm. 4 đệm ngồi này thì mình chia ra như vậy thôi, nhưng nếu như để ngồi số lượng người ở đây thì nó có tính thực dụng rất là cao. Bởi vì 4 mặt đệm ngồi này thì hoàn toàn mọi người có thể ngồi tới 5-6 người mà cũng vẫn vô cùng thoải mái. Cũng có một cái đặc trưng nữa ở cái phong cách thiết kế cũng như là tiêu dùng hàng nội thất của Việt Nam nói riêng và khu vực Á Đông nói chung, đó là cái văn hóa tiếp khách tại nhà, tại gia đình nó gần như là ăn sâu vào đời sống. Vì vậy nên là ở những dịp đặc biệt như là dịp Tết này, hay là những cái dịp quan trọng như là sinh nhật, hay là một vài những cái dịp vui, những cái công việc của gia đình, thì thường là sẽ có rất đông khách đến chơi nhà. Vì vậy nên là những cái sản phẩm nội thất như thế này nó cần phải đảm bảo cái tính thực dụng, khi mà nó có thể ngồi được nhiều người này, ngồi thoải mái này, và đặc biệt là nó có thể ngay lập tức đáp ứng được nhu cầu xuất phát, một cái phát sinh của gia chủ khi mà cần đến nó. Đó chính là những cái đặc tính mà tại sao những cái văng lớn này rất là được ưa chuộng này mọi người. Rồi, bộ sofa còn có thêm những cái bộ phận ngồi khác nữa, bao gồm có một cái văng ngắn, chiều dài là 1m4 và chiều rộng cũng là 85cm. Như mọi người có thể thấy này, thông thường ấy, thì một cái chiếc văng ngắn này có thể bố trí được một cái táp ngăn kéo nó ra đến đây, thì mọi người chỉ có một chỗ ngồi thôi. Nhưng mà khách hàng của em ấy, thì anh cần cái mức độ thực dụng cao hơn, vì vậy nên là anh bố trí không cần cái táp ngăn kéo nữa, và sẽ có hai cái chỗ ngồi rất là riêng biệt và cực kỳ thoải mái ở đây. Cũng có một cái đặc trưng nữa ở trong cái không gian phòng khách của khách hàng của em, đó là cái diện tích thì rất lớn nhưng mà bề ngang của phòng khách thì nó lại tương đối hẹp. Vì vậy nên là những cái kiểu thiết kế như thế này nó giúp cho mọi người có thể tối ưu và tiết giảm được cái diện tích bề ngang mà nó chiếm dụng, giúp mọi người có một cái lối đi nó thông thoáng hơn, nó lớn hơn và nó đảm bảo cái tính thực dụng cao hơn. Rồi, đối diện của cái phần văng mà nó có hai chỗ ngồi đó thì mình sẽ có một cái đôn. Đó, cái đôn này thì rất là cơ động và nó cũng có một cái tính trang trí rất là cao, khi mà bệ thì tay và mặt táp bên kéo ở bên này cũng được bố trí một cách rất là hiện đại. Cái tính thực dụng của nó cũng vẫn có mọi người nhé, ngăn để đồ này, và đặc biệt là đôn thì nó có thể di chuyển một cách rất là cơ động. Mọi người có thể kê đôn ở đây, kê đôn ở kia, hoặc là kê đôn ở bất cứ một cái vị trí nào đó mà mọi người có thể cần khi sử dụng đến ở trong căn nhà của mình. Vì vậy nên là cái đôn này nó rất là cơ động nhé mọi người. Cuối cùng thì vẫn sẽ là bàn trà đặt ở trung tâm, chiều dài của bàn trà lên tới là 2m và chiều rộng là lên tới 1m. Nhưng mọi người có thể thấy là cái bàn trà thì nó được thiết kế theo cái kiểu thấp như thế này, nó giúp cho mọi người có một cái dáng ngồi và cái cách sử dụng nó rất là hiện đại và nó rất là thoáng, khi mà mặt trước của mình thì gần như là cực kỳ là thoáng luôn. Đó, về công năng để đảm bảo tính thực dụng thì vẫn như thường lệ, có khá nhiều ngăn kéo được bố trí ở đây. Đó, đây là những cái ngăn kéo này, và những cái ngăn kéo như thế này thì đương nhiên rồi, nó sẽ giúp cho gia chủ có được những vị trí để đồ kín, riêng tư, và đặc biệt là nó cũng thực dụng nữa.
Đó, mọi người có thể để rất nhiều đồ dùng vào những cái hệ ngăn kéo như thế này. Bàn kẹp góc vẫn được bố trí bởi vì cái điểm nối của văng ngắn và văng dài như thế này mà mình lại không có một cái bàn kẹp góc thì cảm giác nó hơi thiếu thiếu. Vì vậy nên là đầu tiên nó giúp cho mọi người có được một cái chỗ khoảng trống này nó đầy đặn, nó đầy đủ. Nhưng mà nó cũng giúp cho mọi người có thêm được những cái giải pháp trang trí nữa. Để những cái bình hoa lớn ở trên này thì thật sự là một cái giải pháp rất là tuyệt vời. Tất cả những cái phần ngồi thì đều được bố trí cái hệ da đệm đi kèm, đó là da bò Ý được nhập khẩu nguyên con một cách rất là chất lượng. Đó, mọi người có thể thấy là gỗ óc chó nó cao cấp rồi. Thế thì cũng cần phải có những cái hệ phụ kiện đi kèm nó cao cấp tương xứng để làm sao đảm bảo được cái giá trị nó trọn vẹn cho khách hàng. Thì da bò Ý luôn luôn được em Kiên ưu tiên để bố trí lên những cái bộ sofa gỗ óc chó của mình. Đó, mọi người có thể thấy là với cái hệ da bò Ý này nó mềm, nó thoáng khí và trông bề mặt nó sang, nó cao cấp. Thì đương nhiên rồi, da thật luôn luôn đem đến cho mọi người cái cảm giác tuyệt vời đó. Bộ sofa này thì như thường lệ em sẽ xin phép được báo giá cho mọi người. Một cái bộ sofa rất lớn như thế này đi kèm với cả da bò Ý nhập khẩu cũng cực kỳ cao cấp. Thì mọi người sẽ chuẩn bị giúp em một cái ngân sách khoảng trên 190 triệu đồng. Thì mọi người có thể sở hữu được một cái bộ sofa rất là chất lượng như thế này rồi. Và bây giờ thì mọi người hãy cùng em dạo qua một vòng nữa để ngắm nhìn cái bộ sofa rất cao cấp ngày hôm nay. Và như thường lệ thì tất cả những cái thông tin chi tiết mà mọi người cần để trang bị những cái bộ sofa cao cấp như thế này về gia đình mình thì mọi người xin vui lòng liên hệ với hotline. Anh em tư vấn sẵn sàng thường trực để có thể tư vấn cho mọi người tất cả những cái thông tin cần thiết nhất. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.